Xin chào các bạn. Hôm nay Điêu Sài Gòn xin giới thiệu đến các bạn mẫu tông đơ cắt tóc Kim May với mã sản phẩm là 2158. Ngoài hộp ta có thể thấy được nhiều thông tin mô tả về chiếc Kim May 2158 với tông màu chủ đạo là đen và xanh dương. Đây là dòng tông đơ chuyên nghiệp với thiết kế đơn giản, dễ dàng thao tác tạo hình nhiều kiểu phong cách. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp cho các bạn xem sản phẩm. Trong hộp có giấy hướng dẫn sử dụng và nhân vật chính của chúng ta chính là con tông đơ Kim May 2158. Với thiết kế nhỏ, gọn, dễ dàng cầm nắm và thuận tiện cho các thao tác. Lưỡi cắt bằng thép hợp kim titanium được sản xuất tại Đức. Tông đơ Kim May 2158 có động cơ mạnh mẽ và bộ lưỡi mỏng, giúp hiệu năng hoạt động tốt và êm tai trong quá trình vận động của máy. Với tông màu xám và đen làm chủ đạo, con Kim May cho vẻ ngoài sang trọng cùng với bề mặt nhôm xước có đóng dấu nổi thương hiệu Kim May. Kim May 2158 có trang bị thêm cho mình màn hình hiển thị hai chế độ. Đang hoạt động sẽ có màu xanh và thiết bị đang sạc thì sẽ hiển thị chuôi cắm màu đỏ. Nút gạt công tắc on và off thiết kế bề mặt trên thuận tiện cho mọi thao tác tắt mở khi cầm. Phần lưỡi đỡ sáng bóng và được khắc chìm logo Kim May, khẳng định đây là dòng sản phẩm chính hãng đến từ thương hiệu Kim May. Đi kèm với con tông đơ Kim May 2158 chính là một bộ cử gồm 4 cử, 1 cử 3mm, 6mm, 9mm và 12mm, giúp cho các bạn dễ dàng tùy biến độ sát của tóc. Còn có một cây cọ phủi, một chai dầu dùng để bôi trơn, chống gỉ sét cho lưỡi tông đơ, giúp lưỡi bền và cắt dễ dàng hơn. Bộ adapter sạc dòng điện 220V đến 230V với tần suất là 50Hz là hoàn toàn phù hợp với dòng điện chính ở Việt Nam chúng ta. Với thiết kế thông minh và công nghệ vượt trội nên dòng Kim May 2158 hoàn toàn có thể dùng để tạo viền và cạo sát. Rất phù hợp cho các anh chị em mà muốn tự cắt tóc cho con hoặc cháu của mình ở nhà. Bộ tông đơ Kim May 2158 với chính sách bảo hành 3 tháng tại trung tâm bảo hành High Center. Các bạn quan tâm và muốn mua sản phẩm có thể đến trực tiếp 3 cửa hàng ở Hồ Chí Minh. Cửa hàng Tân Bình số 719 Lạc Long Quân, phường 10 quận Tân Bình. Cửa hàng quận 3 số 62 Nguyễn Phúc Nguyên, phường 9 quận 3. Cửa hàng Thủ Đức số 1028 Kha Vạn Cân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức. Hotline 0906 686 151. Anh em có thắc mắc có thể để lại comment ở dưới video này hoặc inbox vào fanpage Tông Đơ Cắt Tóc Chuyên Nghiệp với đường link là facebook.com/tongdocattoc.vn. Và đừng quên nhấn nhẹ cái nút subscribe để theo dõi những sản phẩm và thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.